Nhà chú này cũng chăm sóc kỹ lưỡng đấy. Giống dòng hết ống rồi hả? Không, bét phùng chứ không làm gì đó. Bét phùng hết. Quýt này là quanh năm hả chú? Không có, mình làm tới chứ. Đợi cho rụng lá trong túi vậy thịt bông. Bây giờ nó mưa hoài nó đâu có rụng. Ây da. Có su. Đó là. Đó là vợ đang tình. Làm gì số nào cũng cái bao này sao? Dưới đây có sắm đâu? Có chứ, giờ này có sắm. Ở dưới mất sắm rồi. Dưới kia là mất. Thả nó khác đi. Cái đợi chắc lôi rồi. Để chắc lôi đó. Bạn em. Cái trong đây là gì có sống. Đừng bắt ngập á. Đi trong đây nó không có sống, nó không có sống sao trời. Ai biết. Được, đang đi coi đất với cha. Đi không? Cái hồi bữa giờ đi làm sao kỳ vậy? Chứ mấy bữa nào hôm qua kia vẫn thấy đi liên tục mà.